Hello mọi người, bây giờ mình đang ở Lăng Cô, dừng chân để mình ăn uống buổi trưa. Còn đây là các loại mắm. Hồi nhỏ mình cũng hay ăn mắm, nhưng mà lớn lên kiểu như nhiều đồ ăn quá, mình cũng thích cái mắm này. Đây là các cái loại hải sản hiện có ở quán. Cá mú này, các loại ốc, nghêu, sò, tôm, cua, ghẹ. Cái quán này rất là nổi tiếng, đồ ăn rất là ngon. Quán tên là Mai Nga nha các bạn. Nằm ở cái hướng ra của cái hầm Hải Vân. Con rút ngon ghê luôn. Nấu có là lửa ngon. Nguyên chất luôn. Cái này là cái món gừng. Đó hải sản mà đầy đủ. Em gửi mấy cái ảnh lên. Ngon quá. Em quay em bấm trời luôn. Trời tôm kìa. Quên tấm một cái giặt mình cái chao luôn. Ngập tôm luôn. Mày trời nhanh quá. Đúng chất lượng luôn, ngập. Ngập tôm, ngập hàu luôn. Múc đi, múc cho chén đi, làm gì ta? Quay á. Quay. Múc cho chén đi. Tôi quay là tôi gom, đồng gom hàng á, gom hàng làng cục á. Quay. Gom hàng á tôi. Hello anh em, giờ là mình tới hồ rồi nè. Và bây giờ mình sẽ chuẩn bị xuống cần. Móc vô đó quấn nó dễ bị bung lắm. Mình cột cháy. Nên mình đánh cần test cần của coi nha các bạn. Quấn không? Không? Mình thì hay câu lua, nhưng mà đối với cái bộ môn câu đài thì rất là còn mới với mình. Còn rất là nhiều bỡ ngỡ. Nhưng mà nói chung đam mê câu cá thì nó sẽ nhanh thôi. Canh làm sao mà cái tiếp tuyến, cái đường kính của cái dây bóp tưởng tượng cái đầu cần là cái tâm á, cái mồi là cái mồi tiếp tuyến đó. Làm sao mà nó bằng nước thôi. Có đầu cần hả? Là mà rối đầu cần đấy, tha rồi đó, rối đầu cần được không? Nãy rối ra rồi, mất được một cái đá mất kệ nó. Cái nhiều tập cũng ngon nhân lên được. Nếu anh cá nhiệt chứ như sáng không cần phải thẻ nhỏ. Thẻo 2-3 chấm rồi ăn. An toàn. Đó, ở tẩm gì là không được. Thôi, chơi hơi nhỏ nha. Kỹ thuật vẫn còn chưa có nhiều phát triển được. Chưa có improve được, chưa có chỉnh sửa được. Để ăn chơi hơi nhỏ. Cái nhiệt không có chơi hơi nhỏ. Ăn số 10 thì cũng ăn, nãy đừng nó số 2, số 3. Cái hào giờ xuống rồi không? Vô hàng con này bự nè. Chết bà là dính hàng. Cơm hàng chạy đúng dữ luôn á. Chết bà dính hàng. Dính hàng nè. Dính hàng là tốt. Mới tập câu cho nên cái thao tác mình còn rất là chậm nha các bạn.
gỡ mồi, vê mồi hay là gỡ cá mình cũng làm từ 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 để cho nó quen cái tay ấy. Lấy gì à? Bản thân mình thì mình làm cái gì cũng cố gắng chuẩn. Hết cá nhỏ thì bố mẹ nó mới ra. Chết con cá. Cá này nó ổn ghê luôn, không có đồ ăn nữa. Đâu đâu, nãy giờ bốt cứ cho vô đá không à. Cái gì thằng ẩu. Không ngon rồi, đâu có đồ ăn đâu. Thả đói để thả đói sao giờ. Nhỏ. Nó nhỏ quá mạnh vậy. Cá cái đầu không. Nó đi nó giải được cái đó, Tú cần đi thôi. Đi mười mốt đi 10 kỳ thôi. Có ai dạy à? Cái nào cũng lùm nó pha.
gì thú. Để vô đá bố. Đi câu cá còn từ bi nữa. Cái ổ đó trê nhiều. Cái mồi nó nhộn vô trê quá. Đẩy sát vô nó là lụm. Lụm rồi. Nó lụm rồi đúng không? Nó lụm rồi đúng không? Không biết. Anh chưa quen cái rô không biết. Lần đầu câu cái rô không biết cái cảm giác. Không biết cái báo. Đang đúng không? Đang. Để cái cá nhấp chứ gần 1 giây lên lên liền đúng không? Nhấp nhấp liền. Đấy, đánh liền đúng không? Đánh. Rồi đánh liền đúng không? Anh mà bê biên màu nó ngắn hơn trước này. Ừ. Bê biên màu nó bị dài. Ừ, hút. Đấy. À, cái này mai mốt phải quấn ở đây nè, tại cái thế có cầm. Cây nó cho trừ hai cái ngón để mình. Ừ. Có cái cây dễ gạt hơn ha. Ừ. Nếu như mà tùy người ha. Nhanh thì gạt bằng cái đó nó nhanh hơn gạt bằng cái tay này luôn. Một, hai, ba lụm. Tú nó sống miệng cả. Cái gì vậy cha? Tay tao. Tay nó đã đứt rồi. Ồ. Dính vô mép này là nó cứng. Cái tay anh chưa ra. Quýnh hả? Quýnh đi. Cần kìa. Ủa cần nó mang đi à? Thì nó tích cái to. À, chắc là hai mấy ký rồi. Con đó hơn á. Hơn. Rút. Rồi xong. Đỉnh nổ này cá đen nữa ta. Tú câu giờ Tú. Giờ anh mốt vô giật rồi, mốt à, mốt mặt mốt quá.
Con nào dài ở trước hả? Con nào dài ở trước. Con dài ở trước. Con dài. Ngắn ở trước cũng được, ngắn ở trước đi anh. Thì bà ném em dở ngắn trước đó, mấy con dài mới dễ đỡ.